Hay là thu hoạch giống để trồng rau dền tại nhà rất là đơn giản, không cần mua hạt giống nha các bạn. Lên cũng tốt lắm. Rau dền thì trồng để ăn cho nên các bạn cũng không có cần chọn giống hừ chủng gì, cứ trồng lên đại trà. Lên bự thì ăn rau dền bự, nhỏ ăn vô dền cơm. Đó, đây là cách để giống rau dền để các bạn trồng nha. Thì nó mọc quang ở ngoài nè. Mình mong vậy nè, thì các bạn cứ thấy nó hoa già rồi các bạn bẻ về, vậy là em ươm trực tiếp luôn, không có sao hết nghe, lên hết. Ok, thì mình vừa thu hoạch một chùm hạt giống ha. Đây là phương thức thu hoạch hạt giống rau dền. Thì rau dền đỏ hay rau dền xanh này cũng được. Này, hột này nó già rồi. Các bạn muốn ươm thì cứ trên cây nó già sẵn. Rồi các bạn ngắt vậy nè, xong dò ra. Xới đất lên trồng thôi. Để mình ươm cho các bạn xem. Chứ các bạn nói không thì các bạn cũng không tưởng tượng được. Đất nào trồng cũng được nha các bạn. Đất tự nhiên ở nhà các bạn. Còn nếu các bạn muốn nó tốt á, nè, hột giống già này. Tốt thì các bạn cứ mua phân về trồng thì càng tốt. Còn không thì đi trồng ở nhà thôi, đỡ tốn kém. Thì các bạn phân tự nhiên ở nhà, đất tự nhiên ở nhà trồng. Nghe đất tự nhiên nè. Đất tro đồ, phân tro đồ cứ trồng lên. Bây giờ mình thị phạm cho các bạn coi, mình trồng nó lên luôn cho các bạn thấy. Sáu đất bình thường vậy luôn, không có cần cầu kỳ chậu hai cái gì hết. Mấy mình trồng tại nhà mình ăn không. Các bạn sáu là dày ha. Nè. Giò này, giò xuống. Giò cái hộp, thực tế cái bông gì chứ cái hộp đỏ ở trong. Ủa bậy, nó lộn, hộp đen ở trong, hộp đen già đâu. Bây giờ cái giò vậy đi. Nè, nhìn kỹ nè. Nè, thấy không? Nè, thấy hột đen không? Hột giống. Đó, hột đen trên lá nè. Rồi, xới tơ lại, ấp xuống. Xới tơ lên. Đợi ngày tứ xương xương cho nó. Nay mùa mưa thì mình trồng, nay mùa mưa mình không cần tứ. Trồng vậy nha các bạn. Và đây là hai tuần, chưa được hai tuần chứ đâu, hồi tuần rồi. Chưa được hai tuần, nó cần tuần mấy nè, lên nè, thấy chưa, dễ lên lắm. Với lần nay mưa nó ẩm ẩm lại không có nắng, ươm có lên hết trơn hết trọi, đơn giản lắm không. Bởi vậy không có cần mua hột giống, không có tốn tiền mua hột giống, mà cũng có cây cỏ hoa lá ở nhà. Nói chung thì như mình nói rồi, thì mình chọn giống gì thì nó không có bự, không có sai nhưng mà không có bự. Cuối video mình sẽ coi cho các bạn xem thành quả hữu công, giống hữu công nha. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ mình ra vườn phải theo cầu à, giống Quỳnh Trần TV không, cô gái Trung Hoa gì đó chia sẻ mướp nè. Quỳnh Trần TV phiên bản Việt Nam tiếng gốc đó, trời ơi nè, mới thu hoạch nè, trời, mướp của em trồng mới đây thu hoạch rồi nè, mướp hương ở này luộc, mai luộc ăn chay được nè, nay ăn chay quên bỏ đất đi, ngắt hết mấy đọt mướp này luôn đi. Kìa, tao không có trái kìa. Có trái rồi đó. Kìa, thấy không, thành quả của em. Vậy em này chưa được tháng, có trái chút xíu rồi. Cái gì? Cái gì mất rẫy? Cái bự á, trái ngay bên giờ nước nè. Trái cục á. Cha rồi, lộn giống mướp rồi. Mình chia sẻ mướp. Bên đây ngắt bọc mướp nha. Tính ra mới trồng có 3 tuần chứ mấy. Tháng à. Trồng như trồng lúa nè,
thành quả dần mớp của em. Trời ơi, tôi nói bây giờ nó trái. Ra trái mà sao lấy trúng giống mớp, lựa trái giống bự mà sao giờ trái tao bằng út. Không bị trái mớp rừng, ôi nó ra trái. À không phải là tao trồng cái mớp khía nữa mà. Dòm nó lại có trái mớp khía hay trái mớp mừng. Nè, có trái nè, để cho trái bự ngắt đọt. Còn để cái trái nhiều thì nhấp ngọn. Thôi bị hư nè nha. Ừ, bữa nay quá trời trái nè, thấy không các không? Mới trồng có ăn. Ủa đậu rồng đâu rồi? Thành quả của em. À đậu rồng lên nè mà mớp. Nào. Hai trái luôn nè. Hai chờ. Trái bự hay lớn luôn. Nào. Ừ, trái nào trái nấy bằng trái ấy. Ừ, bằng cái ấy luôn. Ừ, ừ thiệt. Nhỏ ngón tay cái mà lớn gì. Sao mớp gì vậy? Mớp hương, mớp nhà ngon lắm đó. Trái càng cục càng ngon. Đây nè, trái bự cho bá nè. Ờ vậy hả? Nào. Nè. Quá trời mà trái thiệt. Có nó, lắm nhiều tay đàn, à. Nó ngon lắm. Ừ, giờ con luộc được này bức không? Ai hết luôn đi chứ ừ, nhà ai đâu ra hâm chừng đâu à. Ừ. Ai? Ai hết mai luộc ăn chay cho rồi. Bữa nay nó nhỏ mà rồi trái nó bự gì cha. Trời cái trái gì bự quá đâu có thấy. Cũng quá trời trái chứ hen. Ai hết đi. Được hả? Được hết đi. Chẳng ra khác quá trời. Trong đó có một trái. Tôi nói thậm chí trong nhà không ai biết ngoài đây có gì mớp nữa mà. Ừ vậy chứ xa trái dễ sợ nha các bạn. Câu vậy chứ thiệt. Chọn trái tại vườn á. Ờ cái này mai nó luộc sơ thôi. Luộc vừa chín tới thôi luộc quá nó không ngon hả? Cái luộc nhóm chiều cho gì dưới ta ăn chứ mai cái gì nữa. Mai đi làm rồi ra ngoài ăn quải heo hủ chao ăn cái ăn gì. Mãi mấy bà làm đồ mặn không? Có ông thầy ổng ăn chay, cười. Ừ, có ông thầy ăn chay. Ăn chay cái bữa nào không có đồ ăn chay cho ổng. Ổng xin bánh mì của mình, bánh mì không. Sáng ta mua 5 ổ bánh mì không, ta đi làm. Chứ khuya quá. Nhấp ngọn, cái nào ấy thì nhấp ngọn. Còn nào có trái rồi thì ngắt đọt. Ngắp ngọn nè. Nó bông quá trời quá đất nè. Kéo chắc vô trong là cho nó bò cái gì. Tôi kéo sập vàng. Trời ơi, con trồng con bển nó chị thấy nó bò dưới đất không vậy chứ hái ăn. Bò hết đất nè, cho lên vàng hết đi. Trồng chừng 2 cộng là ăn không hết rồi cho lên vàng ăn đâu hết đem công ty bán. Ôi trời. 4 cái. Cho bà thấy không? Mà nhỏ được con cái là có trái là nó hái nó cho mình. Tại vì hồi đó bà cho tôi giống nên giờ tôi cho bà trước nè. Cái gì? Nó đi bán. Từ sao tôi về tôi lấy đồ tôi khoát ta. Thấy ai đây cũng đau lưng đau gai cũng sống hết rồi. Ai đi cũng hết nổi rồi. Hả? Chạy nó đi. Đi vô. Muốn bò lung tung. Ai cũng lắc đầu hết rồi. Ruộng đồng bao la ai cũng lắc đầu làm không nổi. Mày lấy hết đi chờ tao mớ non non nào vừa đủ ăn thôi có mấy đứa có ăn đâu. Trời coi vậy chứ vàng này chắc vậy. Ờ còn trái nè. Ok, mớp thành quả của em đó rất là đơn giản phải không các bạn? Vậy chứ là ha là trái thì ăn không hết. Bao la trời đất, cỏ thôi. Mới có 2 tuần về dưới mà tôi nói ừ mấy lính nó đốt rác ầm ầm luôn. Mía trồng bữa nè, giờ quá trời. Chưa rảnh để mà dọn mía, hôm nào làm cái gieo dọn mía cho nó bự và vô phân nó mới bự khổng lồ. Xích đu. Ngày chặt cây sấu. Có trái không Huy? Cây dâu này có trái không? Này quất cái biệt thự thiệt rộng mênh mông. Cái làm hồ bơ ha. Xong cái trồng nguyên hàng cao từ đây ra tút ngoài đường ngoài.
tráng xăng ra quốc chiếc ô tô bự chạy ha ha. Hay Khánh Quỳnh chịu không, nói gì ba quốc cái biệt thự bự ngay đó, cái làm cái hồ bơi bên ngay cây đó, ngay cây ngay chị chỗ chị Thi đây trồng nguyên hàng cao. Ồ cũng đẹp, hàng dừa hàng dừa. Ờ, Khang Túc cảm ơn các bạn đã theo dõi, chào tạm biệt, hẹn các bạn trong các video sau nha, bye bye.